thực hiện công tác tuyển quân năm 2024, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Chư Sê vừa tổ chức khám sức khỏe cho các thanh niên trong độ tuổi đã qua sơ tuyển tại các xã thị trấn. Huyện Chư Sê có 935 thanh niên tham gia khám tuyển đợt này. Nhằm đảm bảo quân số cũng như chất lượng tuyển quân năm 2024, huyện Chư Sê đã thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự từ huyện đến cơ sở, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Công tác khám tuyển diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo không để xảy ra những trường hợp sai sót trong từng bộ phận khám tuyển. Những thanh niên đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn sẽ được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện chọn để lên đường thực hiện nghĩa vụ trong thời gian tới.